Mình nhận được là 37.401 đồng. Đó, nhận tiền xong thì làm gì anh em? Rút tiền ngay luôn anh em. Chỉ sau vài phút thôi thì tiền nó đã về rồi anh em. Đây mình cho anh em xem này. Mình đã nhận được là 37.401 đồng. Chào anh em, như tiêu đề chính của video thì trong video ngày hôm nay mình sẽ phát lì xì cho anh em nhé. Mình sẽ phát lì xì ở trên ứng dụng là Blink Story. Nếu như ai chưa có tài khoản trên ứng dụng này thì anh em đăng ký một cái tài khoản ha. Mình sẽ thường xuyên phát lì xì ở trên đây. Và vào cái phần đó là cá nhân của anh em ha. Ở đây nó sẽ có cái mục là gift code. Đó, thì anh em bấm vào gift code cho mình. Cái mục này thì anh em sẽ nhập cái mã lì xì của mình nhá. Anh em sẽ nhập cho mình cú pháp là LVT lì xì nhá. Đó, như thế này. Sau đó bấm chữ đổi quà này. Rồi, đợi một chút nhá. Mình nhận được là 37.401 đồng. Đó, nhận tiền xong thì làm gì anh em? Rút tiền ngay luôn anh em. À, rút tiền ngay này. Bây giờ mình muốn rút về Momo hay là Binance đều được nha anh em. Nó không có min rút đâu anh em. Đó, thấy chưa? Ngon không anh em? Chỉ cần tải ứng dụng về, tạo tài khoản, sau đó là nhập cái mã code của mình, anh em được rút tiền luôn. Bây giờ mình rút về Momo cho anh em xem luôn, xem tiền nó về nhanh hay không nhá. Rồi bấm chữ đổi quà này. Đó, nó sẽ ghi ra cái số điện thoại của chúng ta, anh em có thể sửa được nha. Và lưu ý, cái số điện thoại đăng ký Momo của anh em phải là số điện thoại đã được xác minh ở trên Momo thì anh em mới nhận được tiền nha. Nếu như chúng ta chưa xác minh ở trên Momo, anh em rút tiền nó sẽ không về đâu. Bấm xác nhận này. Đổi quà thành công, quà tặng sẽ được gửi đến sau 1 cho tới 3 ngày làm việc, xác nhận. Đó. Và lưu ý, mỗi tài khoản anh em chỉ được nhập một lần thôi. Mình sẽ bấm lại một lần nữa cho anh em xem này. LVT lì xì ha. Đổi quà. Không được nha, mã quà tặng không hợp lệ, vui lòng nhập lại. À, mỗi nick chỉ được nhập một lần thôi. Lịch sử đổi quà này. Mình đã nhận được 37.000 rồi anh em. Chỉ sau vài phút thôi thì tiền nó đã về rồi anh em. Đây mình cho anh em xem này. Mình đã nhận được là 37.401 đồng từ Trần Tiến Dũng ha, nó gửi về Momo cho mình. Đây. Chúng ta có thể bấm vào để xem chi tiết. Thôi bỏ qua đi ha, nó về Momo là được rồi. Có tiền là được rồi anh em. Nếu ai đang sử dụng ứng dụng này thì anh em vô nhập cái mã của mình. Còn nếu như ai chưa có tài khoản thì anh em tạo thôi. Nếu như bây giờ bạn là người mới thì anh em nhập cái mã giới thiệu này của mình nhá để ủng hộ mình. Thật ra cái code này là mình xin của phía app, họ tặng cho mình thôi. Đó, họ tặng cho mình nhưng mà mình chỉ xài được có một lần thôi. Còn dư ra anh em có thể nhập được. Và cái code nhập này nó có giới hạn nha anh em. Lần này chỉ giới hạn 1.000 nick được nhập thôi. Nên nếu anh em nào mà không nhập được thì đợi lần sau khoảng 2 tuần thì mình sẽ nhận được một lần. Và nếu như nhiều anh em mà thích cái sự kiện nhập mã code này á thì lần sau á phía app sẽ cho mình nhiều hơn. Nếu như anh em là người mới, anh em sẽ có một cái nhiệm vụ là nhập cái mã giới thiệu. Anh em có thể là ủng hộ cái mã giới thiệu của mình ha, để phía app biết là mình đã giới thiệu được nhiều người ha. Sau đó thì mình xin phía app này những cái code tiếp theo đó, những cái code ngon hơn. À đúng rồi, cái mã code mà anh em nhập vô á, nó không phải lúc nào cũng được 37.000 giống như mình đâu nhá. Thì cái mã code này mình có hỏi phía app rồi, thấp nhất sẽ là 0.04 đô và cao nhất là 2.7 đô. Nếu quy ra tiền Việt á, thấp nhất là khoảng 1.000 và cao nhất là hơn 60.000, khoảng 65.000 đó anh em. Mình mở được 37.000 là ở giữa rồi nha. Đó, cũng không xui, cũng không hên ha, khoảng 37.000 là tạm được. Đủ ăn sáng rồi anh em. Đương nhiên với cái ứng dụng này nó còn nhiều cách để kiếm tiền khác, như là chúng ta kiếm coin. Và cái đồng coin này anh em có thể là quy đổi sang tiền Momo hoặc là Binance cũng được. Nhưng mà cái min của nó càng rút thì nó càng cao. Và cái tiền chúng ta kiếm được nó cũng không phải là quá nhiều nếu như anh em không đi giới thiệu được nhiều bạn bè ha. Chúng ta làm các nhiệm vụ hay là đi giới thiệu bạn bè anh em được coin đúng không? Đó, và đọc các bài báo thì anh em cũng sẽ được coin. Làm nhiệm vụ đó anh em. Và ở đây mình sẽ vô cái phần rút tiền cho anh em xem. Nếu như anh em sử dụng cái ứng dụng này để kiếm tiền á, chúng ta có thể bấm đổi quà này. Đó, ở đây mình đã rút nhiều lần rồi. Và bây giờ mình muốn rút tiếp á, thì min rút của mình là 149.000. Đó, tương đương với đó là 20 triệu điểm. Khá là cao đúng không? Tại vì mình đã rút vài lần rồi. Nếu như anh em là người mới thì cái min rút của nó sẽ thấp hơn. Nếu như không muốn rút Momo thì chúng ta cũng có thể rút thẻ cào hay là ngân hàng Binance tùy anh em thôi. Có rất là nhiều ở trong đây. Số lượng người nhập code có giới hạn. Anh em nhập nhanh nha. Thấy video này vô nhập luôn đi. Rồi coi tiếp video cũng được ha. Còn nếu như anh em mà không nhập kịp á thì đợi đợt sau nhá. Cứ khoảng 2 tuần, 1 đến 2 tuần ha, thì mình sẽ xin phép app một cái mã code mới. Ví dụ lần này là LVT lì xì, lần sau là LVT lì xì 2 chẳng hạn ha. Anh em cứ theo dõi kênh của mình, khi nào có mã lì xì mới thì mình sẽ post ở trên kênh.